Welcome back to the last lesson. Chào mừng các em trở lại với tiết học cuối cùng của tuần thứ 22, tiết thứ 63, Lesson 3, Skill 1. Now there is a game, guessing game. You must read the clue and find the keyword. Trò chơi có tên là đoán từ. Các em phải đọc những cái gợi ý để tìm được cái từ khóa. Now, the first clue. Number one, this word has eight letters. It is the name of a sport. Từ khóa có 8 ký tự. Đây là tên của một môn thể thao. Number two, a lot of people loving laying and watching it in the wall. Rất là nhiều người thích chơi và xem nó trên khắp thế giới. 3. There are 11 letters in each team. Có 11 cầu thủ trong mỗi đội. Yeah, the keywords today is very easy. You must think about a sport, 8 letters and 11 players in each team. Các bạn chỉ cần suy nghĩ về một môn thể thao có 8 ký tự và số lượng cầu thủ là 11. Vậy thì trò chơi nó rất là dễ, đây là từ khóa rất là dễ đoán. Now, this is football. Đó là môn bóng đá. Today, we will talk about football and a people who is very, very famous on over the world. Chúng ta sẽ nói về một môn thể thao vua, đó là môn thể thao bóng đá. Và nói về một nhân vật rất là nổi tiếng về môn bóng đá này. Can you guess who is he or she? Em có thể đoán được đó là người nào? Chúng ta từng nghe về một danh thủ bóng đá nổi tiếng khắp thế giới, xuất thân từ Brazil, đó là ông Pele. Now this is a picture. Đây là hình của anh ta ở độ tuổi 27. Now let's go to lesson 3. Open your notebook and copy the title. Các em có thể mở tập để viết cái tựa bài vào trong tập. We learn vocabulary. Now, we got it. That means coi là, xem như là. Professional, chuyên nghiệp. Career, sự nghiệp hay còn gọi là nghề nghiệp. Vote, một động từ có nghĩa là bỏ phiếu hoặc là bầu cử. Now copy the vocabulary into your notebook. Bây giờ các em có thể viết từ vựng vào trong tập. Now, repeat again last. We got it. Professional. Career. Vote. And continue. Come up to reading. Chúng ta bắt đầu với phần đầu tiên, kỹ năng đọc. Now, there are some pictures about Pele from the young to old. Đây là những cái bức ảnh mà của danh thủ Pele từ hồi rất bé cho đến khi trưởng thành và già. Now, I have a question for you. Cô có một vài câu hỏi trước khi chúng ta đọc cái bài hôm nay. Number one, where is Pele from? Chúng ta ai cũng đều biết ông ta đến từ đâu. Chúng ta có một cái đáp án ở trong, chúng ta đã có đáp án của câu này rồi. Đó là Brazil. Chúng ta trả lời Pele is from Brazil. Number two, how old is he in 2020?
Người ta đang hỏi về độ tuổi của ông bà ở trong năm 2020. Vậy thì chúng ta để biết được tuổi của ông ta thì chúng ta sẽ biết được cái năm sinh của ông ta. Chúng ta đi sẽ đọc cái đoạn văn sau đó và tìm cho cô thông tin của câu hỏi này. Number 3. Is he the best player on the team? Anh ta có phải là cầu thủ giỏi nhất của mọi thời đại hay không? Now open your book on page 22. Giờ thì các em có thể mở sách giáo khoa trang số 22 và tìm hiểu về ba câu hỏi này trong quá trình chúng ta đọc. This is a test about Pele the three paragraph. You must read the first paragraph to find out the place and the time he was born. Number two, the second paragraph. You will know about his career. For example, he gets what he get and how many success he get. Number three, the third paragraph. What Pele get? For example, the name everybody know him. Chúng ta có ba đoạn văn. Đoạn thứ nhất các em sẽ đọc và trong đây chúng ta sẽ tìm hiểu về nơi sinh cũng như là ngày tháng sinh của ông ta. Ở đoạn thứ hai thì các bạn sẽ biết được cái sự nghiệp, cái nghề nghiệp của ông ta, giống như là cái thành quả mà ông ta đạt được, những cái kết quả ông ta đạt được trong quá trình ông ta làm nghề. Và đoạn cuối thì chúng ta sẽ biết được cái tên gọi mà mọi người đặt trên ta, cái sự nổi tiếng của ông ta. Và chúng ta tìm hiểu về câu hỏi thứ nhất cô vừa đặt cho các em. When is Pele from? Now, in the countryside of Brazil. Đây là thông tin của câu hỏi số 1. Chúng ta biết ông ta sinh năm 1940. So, how old is he? Chúng ta hãy tìm tuổi của ông ta nha. Để tính được độ tuổi thì chúng ta sẽ lấy năm 2020 và trừ đi cho cái năm sinh, chúng ta sẽ được số tuổi của ông ta. Number 3. Để trả lời câu hỏi này, chúng ta sẽ có thông tin là the best football player of all time. Thì thông tin này chứa cái dữ liệu của câu số 3 là đúng. Vậy thì chúng ta sẽ trả lời câu hỏi này là yes, he is. Vừa rồi, qua ba câu hỏi, chúng ta đã biết về ông Pele như thế nào, về ngày tháng năm sinh, tuổi và sự nghiệp. Bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu về thông tin tiếp theo, đó là câu hỏi. Number 3. Read again and answer the question. Hãy đọc lại đoạn văn và trả lời câu hỏi. Number 1. When was Pele born? When, chúng ta đang nói về một cái thời gian. Number 2. Why do people call him the king of football? Tìm cho cô lý do mà người ta gọi anh ta là the king of football. Number 3. When did he become football player of the century? Tìm thời gian hoặc là năm mà ông ta trở thành football player of the century. Number 4. How many goals did he score in total? Tìm cái số lượng goals mà ông ta đã ghi bàn. Goals có nghĩa là bàn thắng. Tổng số bàn thắng mà ông ta ghi được. 5. Is he regarded as the best football player of all time? Anh ta có được xem như là cầu thủ giỏi nhất của mọi thời đại không? Now, let's answer. You must answer 5 questions in 3 minutes. Các em hãy đọc lại bài văn về ông Pele và trả lời 5 câu hỏi trong 3 phút.
Now, after you finish, I give you the answer and compare with your answer. Sau khi các em đã có đáp án của mình, thì bây giờ cô sẽ cho đáp án của cô và em hãy so sánh lại với đáp án của mình nha. Number one, ông ta được sinh vào thời gian là... I'm sorry. Pele was born on October 21st, 1940. Cô xin lỗi về đáp án nha, trên màn hình nha các em. Đây là câu hỏi hỏi về thời gian. Ông ta được sinh vào ngày 21 tháng 10 năm 1940. Thông tin này nằm ở trong sách giáo khoa hàng thứ 8. Chúng ta sẽ bỏ cụm từ là in the countryside of Brazil. Chúng ta đổi thành là on October 21st, 1940. Number two. Because he is the best football player. Ông ta được gọi là vua bóng đá bởi vì ông ta là cầu thủ giỏi nhất. Three. He became football player of the century in 1999. Chúng ta vừa nhìn thấy câu hỏi đang đặt ra cho chúng ta là when did. Dấu hiệu của một cái thì đã học đó là thì quá khứ đơn. Cho nên khi chúng ta trả lời câu hỏi, chúng ta trả lời bắt đầu từ he become, nhưng chúng ta sẽ thay đổi động từ become bởi vì nó được chia quá khứ đơn, cho nên cô sẽ thay đổi thành là he became football player of the century. Còn năm 1999 là chúng ta sẽ tìm trong sách giáo khoa. In paragraph 3, trong cái đoạn thứ 3, line number 4, hàng thứ 4 của đoạn số 3. Number 4, chúng ta tìm thấy chữ goals cũng trong cái đoạn thứ 3, paragraph 3, line 2, hàng số 2. Cũng giống như câu số 3, để xem. Câu hỏi số 4 chúng ta được đặt ra với thì quá khứ đơn. How many goals did? Cho nên câu trả lời chúng ta sẽ bắt đầu từ chỗ he score. He score sẽ được chia quá khứ đơn. Và câu trả lời 1281 goals in total nằm ở đoạn số 3, hàng thứ 2. Number 5. Yes, he is. Thông tin của câu số 5 là đúng, bởi vì thông tin này chúng ta tìm được ở đoạn thứ nhất, the first paragraph. Line number 5, hàng thứ 5 của đoạn thứ nhất. Now you can copy down the answer into your notebook. Giờ thì các em có thể viết đáp án của mình vào trong tập. Các em lưu ý câu số 1 chúng ta hãy điều chỉnh lại giùm cô. Câu trả lời của câu 1 nó nằm ở Pele was born on October 21st, 1940. And let's continue. Now say about something about Pele, the king of the football. Chúng ta bây giờ hãy nói về một chút xíu về thông tin của ông Pele nha. Now close your book and say about him. Các em hãy đóng hết sách và tập lại để nói về ông ta. Now, I have six sentences, the missing words. Cô có 6 câu và có 6 cái từ còn thiếu. And I have six information about him. Và cô có 6 đáp án, 6 thông tin về anh ta. Now you must read and match. Thì em hãy đọc các thông tin của câu và các cái thông tin của đáp án. Và bây giờ các em hãy ghép lại để tìm sự kiện cũng như là năm sinh, thời gian hay là sự kiện của ngày tháng năm nào đó mà ông ta đã từng làm cái việc đã từng. Now you have
2 minutes to complete. Các em có 2 phút để hoàn thành 6 câu. And I give you the answer. Born was born in 1940. Năm ông ta được sinh ra năm 1940. Begin career in, bắt đầu sự nghiệp vào năm 1955, 1955. Thông tin này trong bài nó không cung cấp chúng ta chỉ đọc trong năm trong bài là bắt đầu sự nghiệp với khi anh ta 15 tuổi, vậy thì người ta sẽ đổi thành năm 1955. Won the first World Cup in, lần đầu giành cúp thế giới vào năm 1958, năm 1958. Score goal 1,281, ghi được 1,281 bàn thắng. Career last for, sự nghiệp nó trải qua 22 years. Ông ta có 22 năm làm nghề. Sự nghiệp bóng đá của ông ta trải qua 22 năm. Became football player of the century in, trở thành cầu thủ bóng đá của thế kỷ vào năm 1999. Đây là tất cả thông tin mà trong bài đọc chúng ta vừa tìm hiểu và chúng ta đã hoàn thành nó. Vậy thì chúng ta sẽ ghi nhớ về danh thủ này như sau nha. Bây giờ cô có cái thông tin về ông Pele được tìm thấy trên mạng Google, thì cô sẽ cung cấp thêm cho các em về ông ta. Edson Arantes do Nascimento được biết đến nhiều với tên Pele, có nghĩa là tên của ông ta, đầy đủ của ông ta, là một cựu cầu thủ bóng đá nổi tiếng người Brazil. Với biệt danh vua bóng đá, ông được coi là một trong những cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất mọi thời đại. Vào năm 1999, ông được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ 20 bởi Hiệp hội IFFHS. Sinh vào ngày 23 tháng 10 năm 1940, đến nay là 80 tuổi ở Brazil. Thì trong sách giáo khoa chúng ta là ngày 21, nhưng mà thông tin này ở trên Google chúng ta tìm thấy là 23. Tên đầy đủ là Edson Arantes do Nascimento, chiều cao 1m73, đã kết hôn vào năm 2016 với lại Marcia Aki. Số 10 là một con số quen thuộc của ông ta. Ông ta đã mang áo với con số 10 khi ông ta chơi cho đội bóng đá câu lạc bộ bóng đá Santo, câu lạc bộ bóng đá New York Cosmos, giữ vị trí tiền đạo. Chúng ta vừa kết thúc cái phần reading, chúng ta sẽ sang cái phần thứ hai, đó là speaking. Now, chúng ta lại gặp lại với một số cái hoạt động thể thao. There are some sports and games. And we have some effort of frequency. Và chúng ta có một số cái trạng từ chỉ mức độ. Always, usually, sometimes, never. There are 10 sports or games. Có 10 môn thể thao và 10 hoặc là trò chơi. Vậy thì chúng ta sẽ làm gì với cái bảng này đây? 4. How often do you go to play the sport game? Tick the right column. Các em hãy trả lời câu hỏi là em có từng chơi những cái môn thể thao này bao nhiêu lần? Và hãy tick nó vào trong cái cột bên phải, tức là cái mức độ tương ứng của các hoạt động. Như vậy thì chúng ta sẽ trả lời câu hỏi là lưu ý chúng ta có từ go, do và lay, ba động từ này tùy theo môn thể thao chúng ta sẽ kết hợp cho thích hợp. Hôm trước chúng ta vừa học về các kết hợp của go, do và lay, vậy hôm nay chúng ta sẽ nhắc lại.
Number one, go jogging. Go jogging. Chúng ta sẽ dùng từ go jogging nha. Nào, cô có một số cái đáp án. Này, cô đã kết hợp các từ go, lay và do cho thích hợp lại trước khi chúng ta trả lời câu hỏi. Và phần tiếp theo chúng ta sẽ trả lời câu hỏi. Và các em hãy cho biết bản thân của mình cái mức độ của hoạt động thứ nhất cho đến hoạt động thứ 10, mức độ của mình ở mức độ nào. Em hãy tích nó vào trước khi chúng ta trả lời câu hỏi. For example, for me, cô giả sử đây là mức độ hoạt động mà cô thích, cô làm những cái hoạt động thể thao này như sau. Always, cô go jogging, mức độ là always. Vì vậy thì đáp án, câu trả lời của cô sẽ trả lời như sau. I always go jogging. I always go jogging. Tương tự, sometimes go swimming. Chúng ta trả lời là I sometimes go swimming. Usually, thì câu trả lời chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Các em hãy giúp cô trả lời câu hỏi này nha. Never play football. Always do morning exercise. Sometimes go skipping. Sometimes play chess. Usually go cycling. Never go skateboarding. Và never go skiing. Như vậy thì chúng ta trả lời từng câu hỏi, chúng ta sẽ được 10 câu. Hoặc chúng ta sẽ trả lời theo tổng hợp mức độ như sau. Chúng ta sẽ lấy cái hoạt động ở mức độ always. Ví dụ như cô có hai hoạt động always, đó là go jogging và do morning exercise. Vậy cô sẽ trả lời như sau. I always go jogging and do morning exercise. Mức độ usually cô có hai. I usually play badminton and go cycling. Mức độ sometimes cô có 3. I go swimming, go skipping and play chess. Các em lưu ý kết hợp 3 hoạt động thì chúng ta sẽ có chữ and nằm ở kế hoạt động cuối. Never có 3. I never play football, go skateboarding and go skiing. Như vậy thì các em hãy tự hoàn thành cái bảng này cho bản thân của các em trước khi các em thực hành bài nói. Thì sau khi các em có các hoạt động, có các mức độ thì các em đã được một cái bài nói hoàn chỉnh. Và các em cố gắng hãy thực hành phần nói này với bạn nha. Chúng ta có thể gửi những cái message bằng giọng nói cho bạn hoặc là nhận những thông tin đó từ bạn. Now, number 6. Put in pair, ask and answer the following question. Và đây là câu hỏi liên quan đến cá nhân của các em. Cô có 4 câu hỏi. Đây là câu hỏi liên quan tới môn thể thao vua. Chúng ta vừa học dạng Pele, vậy thì bản thân chúng ta sẽ như thế nào? Number 1. Do you like football? Bạn có thích bóng đá không? Number 2. Do you like football or only watch it? Bạn có chơi bóng đá hay là chỉ là xem nó thôi? Lưu ý chúng ta sẽ lựa chọn trong hai thông tin là play football hoặc là watch it nha. Number 3, what other sport do you play? Những cái môn thể thao khác nào mà bạn có thể chơi được? Do you play them well? Bạn chơi nó có giỏi không? 4, do you belong to any clubs? Bạn có thuộc và bạn có chơi cho cái câu lạc bộ nào không? Đối với câu hỏi số 3, chúng ta sẽ trả lời bằng cách là I also play cộng với môn thể thao nếu các em có môn thể thao nào khác mà em có thể chơi được. Các em lưu ý, thể thao không phải là game online hay là game trên smartphone nha các em. Đây là những môn thể thao mang tính chất vận động. Vậy thì chúng ta sẽ trả lời câu hỏi này như sau. For example, cô sẽ trả lời về bản thân cô trước và các em hãy làm tương tự như cô. I like football.
I only watch it on TV. And I also play volleyball. I like it well. I don't belong to any clubs. Cô không thuộc vào câu lạc bộ nào hết. Lưu ý, chúng ta sẽ trả lời câu hỏi bằng cách là chúng ta trả lời thông tin. Đừng có cứ câu hỏi yes no nha. Chúng ta hãy nói câu đó lại, nhắc lại. Thí dụ như câu 1, do you like football? Chúng ta đừng trả lời là yes I like, no I don't like. Chúng ta hãy hoàn thành một bài nói nha. Thí dụ, I like football. I only watch it. I also play volleyball. I like it well. I don't belong to any clubs. Chúng ta kết thúc cái phần speaking và phần reading. Như vậy thì cô muốn các em về nhà hãy xem lại phần reading, phần từ vựng, phần thông tin về danh thủ bóng đá cũng như là cách trả lời câu hỏi. Thì yêu cầu của cô là các em hãy học từ vựng, hãy ghi nhớ thông tin của ông Bê-lê và hãy trả lời câu hỏi lại. Về phần speaking thì cô muốn các em hãy làm lại bài tập thực hành nói về các mức độ cũng như là các môn thể thao, trò chơi mà các em đã từng chơi. Và chúng ta hãy thực hành một bài nói hoàn chỉnh, tập nói cho nó lưu loát. Ngoài nói cho đúng thông tin, chúng ta còn phải nói cho nó fluently, cho nó trôi chảy. Number one, learn by heart the new words and write. Như cô nói là chúng ta hãy về nhà học từ vựng và viết nó ra. Number two, do exercise D1, D2, page 13, 14 in workbook. Là bài tập số 1, số 2, phần D, trang 13, 14 của sách bài tập. 3. Prepare lesson 4, skill 1. Soạn bài thứ 4, skill 2. Đây là tiết thứ 60. Đây là tiết thứ 60, 64 của tuần thứ 23. Và chúng ta hãy chuẩn bị cho cô những cái thông tin trong bài liên quan đến bài nói nha. Chúng ta sẽ mở trang số 23 ra và hãy đọc trước các câu hỏi cũng như là thông tin về động văn hay là về cá nhân nào đó. Chúng ta tìm hiểu trước và chúng ta hãy check note một số cái từ nào mà các em xem nó là mới, chúng ta chưa có biết nghĩa. Hãy tìm hiểu nghĩa của nó bằng cách sử dụng Google dịch hay là những cái trang từ điển nào đó mà em ưng ý. Now, so we stop here and see again into the new lesson City 4. Bây giờ thì tiết học thứ 63 đã kết thúc. Hẹn gặp các em ở tiết học thứ 64. Now, goodbye, last.